Đây nhá, đây là em mái này. Em mái này là giọng còi son rất là hay này, gáy đủ hậu 1-4 tiếng này. Em lên sóng cho anh em là sáng hôm nay vào cho thì thấy đẻ rớt 2 quả trứng rồi. Em tách ra đây luôn. Đấy. Đây, nó đẻ rớt 2 quả trứng đây, trứng của nó đây. Kìa, 2 quả trứng đấy. Đây, đây. Đấy, 2 quả trứng. Đấy. Thì anh em nào mà có những cái con trống hoặc là những cái thích yêu thích gây lại cái dòng nó gọi là son thật sự ấy. Đấy, còi nó rất là nguyên bản của cái dòng còi son ấy. Đấy, con này thì được cái bộ nó có huỳnh cường, dáng có vẻ như rất là mắn đẹp. Đấy, rất là bồ cu chân rện đây này. Đấy. À, anh em nhá. Đây, nó bây giờ nó không nó hơi 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 chưa có ánh sáng mấy, nhưng mà em sẽ cố gắng quay cho anh em nhìn thấy cái nước và cái tướng ta. Đấy, anh em thấy chưa, kết chưa? Anh em chắc chắn là nếu anh em nào mà bỏ qua con mái này để ghép sinh sản thì đấy là một cái điều rất là đáng tiếc nhá. Để cho anh em 800k nhá, đẻ rất trứng luôn. Âm thì thôi khỏi nghĩ luôn. Anh em nào có con trống hay đúng theo cái anh em nào chơi cái dòng mình gọi là còi son đấy, anh em có thể là bảo tồn cái giống này. Đó, mái đẻ rớt trứng rồi, tầm này ghép thì thôi rồi luôn. Đó, quay lên thế là quay thôi, chứ còn anh em nào mà đúng cái tầm ngắm thì anh em quan tâm, còn không thì em cũng sẽ cho vào ghép của em. Nó đang đợi một con đực đấy. Đấy, mái bây giờ là đang gọi là nhà cửa xe cộ zin cơ sẵn rồi, bây giờ chỉ có đợi trống về thôi. Đấy. Đấy, mái nhưng mà trông rất là cườm, rất là dày. Đấy, đồ sộ, nói chung là mã đẹp, âm đẹp, bộ đẹp, bộ mã âm tốt các bác nhé. 800k bao ship công khai trên kênh YouTube. Nay là thứ bảy 18 tháng 8 các bác nhé.